nghĩ rằng so sánh là khập khiễng rồi. Chắc chắn nếu mà so sánh với một thế hệ cũ và đương thời thì chắc chắn sẽ là khập khiễng. Ví dụ như thời của Tiến Đạt còn chạy cái thời mà chạy xe đạp, xe cúp. Thì tới bây giờ không thể nào so sánh cái chiếc xe đó với một chiếc xe phân khối 1000 phân khối hoặc ba mạnh hơn nữa. Thì hai cái đó nó sẽ khác xa nhau, nhưng mà mỗi thế hệ sẽ nó có một cái hoài niệm và một cái chỗ đứng khác nhau. Nhưng mà để hai cái tiếng nói nó gần với nhau thì cần phải có một cái sự so sánh nó văn minh hơn. Ở cái chỗ để hiểu được là cái dòng chảy, khi các bạn hiểu được cái dòng chảy thì các bạn sẽ không còn so sánh nữa. Tiến Đạt nghĩ rằng ngay cái thời điểm hiện tại các bạn đang rất là yêu mến thần tượng của mình. Nhưng mà 10 năm nữa thì sẽ có một lớp thần tượng mới và cái dòng chảy nó sẽ khác hoàn toàn. Và chắc chắn rằng cái dòng chảy cũ sẽ bị biến mất và một đối tượng khán giả mới họ sẽ thích cái thần tượng mới hơn. Nếu mà những cái thần tượng bây giờ không có gì update thì chắc chắn cái dòng chảy nó sẽ cuốn trôi giống như Tiến Đạt đã từng bị cuốn trôi. Nhưng mà bây giờ nó quay trở lại rồi.